bao nhiêu chị? Bao nhiêu? À, à, 120 hả? Ồ, đẹp ghê không? Cái này cũng đẹp nè, nào này. Cái này cũng đẹp lành nè. Bao nhiêu anh? Bao nhiêu cây anh? 7 triệu hả? Về để em nhờ. Ừ. Rất bực chất rồi nè. Ờ, rất to ghê á. Ở đây bình thường mấy hồ cái ô hơi bị máy rồi. Kì đó. Dạ, tại đây hồ bình thường quán hơi bị máy đó nha. Cái này cũng cao vàng hay? Cao vàng, cái này 2 triệu mấy, cái này 1 triệu mấy, 1 triệu bảy à? Đồng giá, đồng giá. Đồng giá hả? Đồng giá. Ở đây đi. À, đồng giá. À, đồng giá hả? Cái đó là hoa gì em? Mắt mắt to mắt gì? Mắt nai. Mắt nai à? À đẹp đấy chứ. Ly đẹp ghê á. À 150. Đẹp ghê á. Cái chậu nó bằng bằng gì bằng chi em? Nhựa hả? Tưởng mà bằng sứ này chứ. Kịp. Chưa. Kịp. Món chậu đan chậu. Tấm chậu. Tấm con chậu. Đất. Chậu đi tự đi. Chậu đi đâu đi tự. Nhưng mà ông nó hồ trạm chậu mà ông có lấy chậu thôi. Lấy chậu thôi thôi. À, này. Giờ bán không hết nè, bán không hết bỏ lại nè. Giọt này à? Ừ đó, mua giúp hộ tôi, ủng hộ đâu đó, tôi chữa đó. À, giờ cặp là bán nhiêu? Đấy. Cặp là nhiêu? Cặp tôi lấy 80. À. À, quay cặp à. Hớ nữa, bị hớ nữa. Cặp trăm. À, cặp trăm. Cặp này nhiêu anh? Cặp này nhiêu? Bình thường là cặp này đang đón từ mốc này. Ờ. Chạy muốn nhanh này món tốt trong ngọt. Tốt trong ngọt. Anh á, phải gửi món là 1 triệu có, món có, nhưng mà chị muốn giống là 600. Có điện quan mơ rất đẹp, mơ này có một tả. Mơ chứ kìa, do Hồng Diệp. Mơ Hồng Diệp à? Mơ Hồng Diệp anh. Mơ mới được anh từ mốc rồi, mốc 100 rồi. Hồi này cũng đẹp đẹp. Cái này cũng đẹp nè, nở cũng đều quá chứ. Đây. Ờ, nở đều hả? Cúc pha lê à? À pha lê. Hương hương hả? À 150 cặp hả chị? Mấy cặp, mấy cặp chị? 150 rồi. Đẹp á. Có màu đỏ thôi. Đây, bỏ xuống cái cửa có mấy bạc đó chứ không thể là mình có. Hoa gì, hoa gì á? Cái đó hoa lư được, lá càng á à? Lá càng đại về. Trăm ngàn chậu.
Hoa la kèn á, hoa la kèn. Hoa này hoa gì anh? À, con xả gì cũng đâu giờ về đâu còn mấy tiếng nữa. À, thà đập thôi chứ không bán lẻ, không bán rẻ. Hai em rưỡi cặp hả? Hai em rưỡi cặp là cái bông này mới đẹp nè, tao nở từ le ra luôn nè, thấy chưa? Anh nói cái tốt ra. Nói chào đi. Chào chào anh. Đẹp đấy chứ. Có hoa này hoa chị em? Hoa sao băng. À sao băng hả? Ồ thằng Tây Tây dễ thương mà, hoa làm dễ thương. Yeah.